Đây, xin chào các bạn, lại là mình đây. Tạm biệt quá lần mưa. Mưa mà lạnh nữa anh. Lạnh nhiều lạnh lắm. Mưa nó đỡ lạnh. In rồi, giờ chỉ in vé thôi. In vé mà. Đâu có vậy? Đó. Về anh Lâm. Bên này như vậy. Ủa cái này đâu có đâu. Sao anh cần anh cái này dục ấy. Ủa cái gì kỳ vậy? Vậy sao giờ in lại đi. Đi nè. Đó nó chưa nó ra rồi nè. Quá được đi rồi nha. Rồi đi đó xô cầm. Về Nam nha. Hẹn bạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ai check in đi giờ biết qua security lẹ. Đây là luggage tag để tên, tuổi, tên, địa chỉ, số phone mình á. Vali em có cái gì đẹp đâu anh? Đồ sạc pin dự phòng hết. Nó đều in vô trong vali luôn. Nhưng mà mình lấy ra về mình xài rồi cũng được. Vậy nào đi du lịch nữa vô. Ừ. Vậy anh mua cái bằng cái này được rồi. Nhưng mà nó nhiều khi nó không chức năng không biết. Ủa có 4 tiếng rưỡi vậy? 5 tiếng rưỡi mà. Sao rồi? 6 tiếng, 24. Ủa sẽ vui rồi. The upper 70s this afternoon and we'll again tonight and be somewhat cold tomorrow. Right now we're on track to be there on schedule and most likely early. Được hả? Đây xe của tụi mình đây. Để em quay phim lại từ từ. Để em quay phim này có gì dùng bằng chứng trước tòa nữa. Có chứng tòa được không nhỉ? Mở cửa được không?
xe của tụi mình trong vòng một tuần tới. Nè, để cặp em lên luôn anh. Đây là bữa ăn đầu tiên ở Florida. Quýt là quýt quýt. Quá hấp dẫn. Có bia, có nước ngọt. Trời quá đẹp luôn. Chở đi lụm rác hay cưng không anh? Xe đi thay rác. Em mặc áo sao giống bản anh vậy? Em mình có cần phải đeo khẩu trang không? Đi đâu? Không ai đeo đâu. Nhưng phải đeo anh. Thấy có người đeo, có người không đeo mà mình cũng không biết nữa. Chắc phải đeo chứ họ nhìn em dữ quá. Bộ đi, đi hết vòng này rồi về. Gái nào được? Con đẹp á là có con mập á là cái, con ốm là được. No con nhỏ là con cái, con bự là được. Tôi thấy nó không sợ mình ha. Ồ, em chưa được bây giờ xem được hả? Ôi vậy hả, nó dữ lắm mà. Ừ. Nè thử chọc nó mà bỏ chạy nhà, đứa nào chạy nó bị cắn. Thôi. Thôi. Anh đừng có phá nó. Thôi anh đừng phá nó. Con mày mới bển nhà đi, dẫn con mà về đi. Nó nhìn anh kìa. Trời ơi, nó bơi lẹ ghê em kìa, con nó rặn kìa em. Kìa. Bây giờ đây nó ăn nó kìa em. Ăn con nó kìa, nó ngon 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 kìa thấy không? Thấy. Nó bơi lẹ không? Cái con kia nó bự ghê. Nhà đây có con kìa, nó làm gì đây vậy? Nó đang ăn gì dưới đó. Đây con này là lai. Nam đâu có đâu. Không chạy để tao bắn nó bắn hay. Đi anh. Anh nó tới anh kìa. Nó tưởng là anh ăn hiếp con đó. Ừ, nó tưởng anh ăn hiếp con đó, nó tới kìa. Thôi để nó dí chạy không kịp bây giờ. Rồi đây cầm cầm. Thôi. Em thấy nó không có bơi, nó đi hay không? Nó bơi dưới nước. Thôi anh nó đi lại lên để nó. Cầm cầm. Thôi. Nó cắn cái anh. Nó cắn anh bây giờ. Nó dữ không? Mặt nó dữ rồi kìa, nó nói anh ăn hiếp con nó đó. Cô cầm cầm lên đi đứng. Thôi té bây giờ. Anh đưa cho nó ăn cỏ, nó ăn á anh. Cỏ đâu? Nó nói nhỏ, nó nói là bóc cỏ để cái nó lại nó lấy nó ăn trên tay anh luôn. Giờ đi lấy cỏ đi. Né. Cỏ đâu anh? Cỏ nè. Con cò nó lên ấp trứng trong đó kìa. Đó. À. Con trong đó. Kìa nó cho ăn kìa. Oh, they like lettuce. Đó, nó ăn lettuce anh ơi. Thank you. No, anh phải từ, anh phải cho nó tới ăn tay anh coi. Nó lên được. À tụi này nó đem rau ra cho ăn anh. Đây nè, ấp trứng gì ăn đi. Con này xấu đừng cho ăn nữa. Đi tiếp đi, cầm giữ đi heo. Bự kìa, ăn cầm cầm. Kìa con bự kìa, nó đang cho con bự ăn kìa. Con bé dễ thương. Trời ơi, rau nè. Cho nhìn ăn. Úi, úi, úi. Nó đưa mặt nó lên kìa. Ui con này bự, anh không nhìn thấy ghê quá à. Em nhìn nó ốm da gà làm sao á. Coi chừng nó cắn tay anh giờ. Ôi giời. Thấy chưa, nãy em kêu anh để dành qua đây cho nó ăn. Cầm cỏ nè. Cái tay tao có cầm đó. Cầm cỏ. Nè, cầm cỏ. Bóp mỏ đi. Thôi anh đừng bóp mỏ nó. Nó bự ghê anh ha. Đau. Thôi đừng cho nó ăn nữa. Cầm cỏ.